you a lie. Can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I've been put up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Rồi, hello, chào các bạn đã trở lại với kênh channel của mình. Thì hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một cái mẫu xe hoàn toàn mới của dòng Honda. Đây là một cái mẫu Sportbike cỡ nhỏ vừa mới ra mắt cách đây khoảng 1 đến 2 tuần thôi. Thì đó là cái dòng xe gì? Thì mình cũng sẽ không nói dòng do nữa, đó là dòng Honda CBR 150 R2021 All New. Chiếc xe này nó là phiên bản hoàn toàn mới. Đã chinh phục biết bao nhiêu cái trái tim và cũng như là cái fan hâm mộ của dòng Honda. Và đã chính thức ra mắt đầu tiên tại thị trường Indonesia. Trước mắt các bạn đây là một cái thế hệ mới, được thiết kế đầu đèn thừa hưởng từ CBR 250RR, trang bị hệ thống chiếu sáng full LED hiện đại đẹp mắt. Tuy nhiên, theo mình quan sát thì cái kiểu thiết kế đầu đèn này của CBR 150R vẫn có nhiều cái chi tiết khác biệt trên cái miếng ốp hai bên đầu xe và cái dàn áo hai bên thân xe. Điều này khiến cho CBR 150R 2021 vẫn có nét cái đặc trưng riêng của mình. Đèn đuôi phía sau vẫn thừa hưởng thiết kế từ đàn anh CBR 250RR, vẫn là cái đèn LED chia hai tầng riêng biệt, giúp chiếc xe trở nên thể thao và mạnh mẽ hơn cho một chiếc Sportbike 150cc. Nhìn tổng thể thì CBR 150RR 2021 này thiết kế góc cạnh hơn, và cái bình xăng thiết kế sắc sảo hơn rất nhiều so với lại cái phiên bản cũ. Còn về cái phần phuộc trước, Honda đã trang bị cho xe con cưng của mình cái phuộc upside down của Showa như cái đàn anh CBR 250RR, nhưng cái ti phuộc nhỏ hơn đàn anh một chút. Ngoài ra thì phanh ABS và heo 2 piston được Honda trang bị giúp xe trở nên an toàn hơn. Phanh sau thì cũng được trang bị phanh ABS cho đạt chuẩn an toàn mà nhà sản xuất muốn đem lại cho CBR 150R 2021 này. Phuộc sau của CBR 150R vẫn là loại rolling như phiên bản cũ, được sơn màu đỏ nhìn trông rất là thể thao. Chi tiết mà rất nhiều anh em quan tâm đó là cái trái tim của CBR 150R 2021 thì được trang bị khối động cơ xi lanh đơn DOHC 6 cấp số cho ra cái công suất là 17,1 mã lực tại vòng tua là 9.000 vòng trên phút. Moment xoắn của nó là 14,4 Nm tại 7.000 vòng trên phút. Động cơ thì được trang bị cái bộ ly hợp chống trượt Super Clutch đáng giá nhằm cạnh tranh với lại cái đối thủ R15 V3 cũng được trang bị cái nồi chống trượt này. Ống xả của xe vẫn là cái ống xả đơn, được trang bị như ở phiên bản là CBR 150R cũ, nhưng vẫn đem lại thiết kế sắc sảo và đậm chất thể thao. CBR 150R 2021 thì vẫn được thiết kế cái đồng hồ tương tự như phiên bản cũ, không có gì thay đổi. Tuy nhiên, theo mình thấy thì cái đồng hồ CBR 150R 2021 này hiển thị cái chữ CBR ngay bên trái đèn báo cấp số, và cái mặt đồng hồ liền lạc hơn, không có đường ngăn bằng nhựa như cái mẫu cũ. Bên trái đồng hồ thì có chữ gear, đây là cái cấp số để hiển thị cho người dùng có thể quan sát. Số 0 đây là cái hiển thị cái tốc độ các bạn có thể chạy được bao nhiêu km/h. Total có nghĩa là tổng cộng cái hành trình km mà cái xe của bạn đã trải qua trên khi các bạn lăn bánh. 1:03 đó là cái đồng hồ số nha các bạn, là thời gian báo thời gian giờ giấc của mình. Còn ở dưới những cái vạch mà ngay chỗ cái bình xăng, đây là những báo cái vạch xăng của mình khi đã được đổ đầy. Còn ở phía trên là những cái dòng tua là từ 0 tới 12. Đây là những cái vòng tua các bạn. Khi các bạn chạy thì cái vòng tua sẽ báo lên, các bạn sẽ hiển thị nhìn sẽ rõ ràng hơn. Ở phía dưới thì đây là cấp số N và đèn vàng là cấp số ABS. Đó, hiển thị cho các bạn có thể là biết là những cái chức năng ABS và những cái đèn pha code rồi báo cấp số N đồ này nọ đó, thì nó sẽ hiển thị lên thì giúp cho chúng ta biết là xe vẫn hoạt động bình thường. Hiện tại thì giá xe của Honda CBR 150R 2021 với các phiên bản màu cụ thể như sau. Ở phiên bản này không có ABS tiêu chuẩn thì có giá là 58,6 triệu đồng, gồm các màu là đen nhám này và đen đỏ.
Còn ở phiên bản là không ABS tiêu chuẩn màu Honda Racing Red đặc biệt có giá là 59,7 triệu đồng. Còn ở Honda CBR 150R 2021 ABS có màu đỏ, đen, màu đen nhám thì có giá là 65,1 triệu đồng. Còn ở phiên bản CBR 150R 2021 ABS mà Honda Racing Red màu đặc biệt thì có giá là 66,2 triệu đồng. Còn ở phiên bản thể thao mà ABS Repsol theo đội đua MotoGP thì được biết có giá là 66,6 triệu đồng. Mỗi phiên bản sẽ có rất là nhiều sự lựa chọn màu khác nhau với giá bán khác nhau. Honda CBR 150R 2021 không chỉ được lột xác toàn diện về cái ngoại hình mà còn được Honda ưu ái rất nhiều trang bị đáng giá và công nghệ tiên tiến so với lại phiên bản cũ. Honda CBR 150R 2021 hứa hẹn sẽ là cái đối thủ đáng gờm của Yamaha R15 V3 và GX GR150 vốn đang làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam. Hãy cùng chờ xem ở phiên bản CBR 150R 2021 này có thể đánh bại được những cái đối thủ này hay không nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Các bạn nếu thấy hay hãy bấm like, subscribe và chia sẻ video để ủng hộ mình. Chào các bạn, hẹn các bạn vào một video tiếp theo. Bye bye.